Thành phố mình hôm nay đổi mới, những địa danh chiến tích quá thành qua, tận quy đông du khách như chạy hồi, dòng xa giang chờ nối rộn tiếng cười. Tận quy đông du khách như chạy hồi, dòng xa giang chờ nối rộn tiếng cười. Dạ, chào anh ba. Nếu anh không chê thì em mời anh về quê em một chuyến. Dạ, quê cô Sáu ở đâu vậy cô Sáu? Đồng Tháp anh ơi. Hả? Đồng Tháp? Dạ. Đồng Tháp hồng hương thơm bạc ngát, xin hãy ghé thăm xa đét bên dòng nước mát sông Tiền. Lời mời ngọt liềm làm sao tôi từ chối cho đành, nghe nói người xa đét thẳng ngay hào sang, trải rộng tấm lòng ngon khách muôn phương. Dạ anh quá khen, chứ Đồng Tháp quê em nơi nào cũng vậy, chất phác hiền hòa, hiếu học mến khách là đây. Mới nghe lời mời mà lòng đã say mê, chắc ở lâu ngày rồi đắm chồi bên rề. Xa đét yêu quá cần cô ơi, họ là họ ơi, muôn hoa nở vườn hồng rực rỡ, áo bà ba em gái mời anh ghé thăm thành phố làng qua, mùa xuân xa đét muôn lòng nở quá, ghé thăm thành phố làng qua, mùa xuân xa đến muôn lòng nở quá. Đồng Tháp quê em, một lần về thăm mà lòng tôi